Xin chào quý khách quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm các video clip đồ gỗ mới nhất. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2023, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành tiếp tục quay phát video trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Hiền Lành giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ chấp kích hay còn gọi là lỗ bộ. Bộ chấp kích trên hình quý vị và các bạn đang xem đây là bộ chấp kích được làm bằng chất liệu gỗ mít ta đã được sơn son thép vàng phổ hoàng kim được làm theo yêu cầu của gia đình bác bảo và được uh, cúng tiến vào uh, trí linh điện tại uh, thôn minh khai xã la Phủ, huyện hoài đức thành phố hà nội và thủ nhang của đền điện đó chính là bà nguyễn thị trang cơ sở đồ gỗ đồ thời lanh rất là vinh dự khi được làm các cái đồ thờ cúng đẹp cho các đình đền miếu mạo cỡ lớn trên toàn quốc Việt Nam và ship hàng trên toàn quốc. Quý khách chỉ cần liên hệ tới đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các sản phẩm mà quý khách đang xem. Và bây giờ chúng ta đi vào đường nét chi tiết chấp kích hay còn gọi là lỗ bộ tức là gồm có uh, giá đỡ 8 binh khí 8 binh khí quý và đây là bộ chấp kích uh, hàng cỡ đại cỡ khủng cao 2m6 phủ bì 2m4 và giá rồng thân rồng là dày 8 phân liền khối chắp nổi là 12 phân giá để chấp kích này có giá hình rẻ quạt dáng cong uh, thân rồng đã được tô son điểm nhãn và lộng son thiếp vàng các thân gậy binh khí được thiết kế với chiều dày là 6 phân và các đầu nghề giá đỡ ở phía dưới cũng đã được lộng son thép vàng chân nghề này có độ dày là 8 phân liền khối được làm trên nền chất liệu gỗ mít ta một chất liệu gỗ mít rất là quý để làm về đồ thờ cúng tâm linh và bền bỉ trong quy trình quý khách sử dụng trên chất liệu gỗ mít ta gỗ mít ăn quả từ xưa tới nay thì gỗ mít đã thành tiếng để khi làm đồ thờ tâm linh Các cụ đã chọn một chất liệu gỗ rất là bền Và ngày nay con cháu vẫn nối dõi để làm các cái bộ đồ thờ cúng tốt Ở Chấp kích này gồm có 8 binh khí Và đây đã được gia đình bác bảo cúng tiến vào ngôi điện Chí Linh Điện Tại thôn Minh Khai, xã La Phổ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Để cúng tiến vào điện thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Và trên đây là 8 binh khí để chúng ta cùng đi vào các cái đường nét chi tiết của các binh khí 8 binh khí được thiết kế khác nhau tính từ trái sang phải ở Số 1 còn được gọi tên đó là chấp kích hay còn gọi là đinh ba Số 2 là vòng lửa Số 3 là truy trên mình quý vị và các bạn đang xem đây các họa tiết hoa văn đã đều, đều được uh, sơn son thép vàng và số 4 đó là long ngư hình uh, cá rồng phía trên có mũi sắc nhọn và chấp kích này nó tượng trưng cho các cái binh khí các cái uh, binh khí uh, bằng uh, sắt mà ngày xưa các uh, quân các tướng nhà Trần đã dùng để ra trận để giữ yên bờ cõi cho nước Việt chúng ta Ngày nay đã được tái hiện bằng binh khí bằng gỗ Để chúng ta thờ cúng trong đình đền miếu mạo Số 5 là mãng xà mâu Binh khí hình uh, con rắn Và số 6 là long trượng hay còn gọi là diều Đã được uh, sơn son và điểm nhãn rất là đẹp Binh khí số 7 là phượng hoàng lửa Binh khí số 8 chính là thanh long đao Và các binh khí này khi uh, uh, chấn điểm Thì nó sẽ có tác dụng đó là trừ tà và quân nhà Trần sẽ có thêm các cái binh khí để chấn giữ biên ảnh, ờ, giữ yên uh, hòa bình cho đất nước Việt Nam. Đó là về tâm linh. Ờ, quý khách trên toàn quốc muốn mua các cái bộ chấp kích hay là bát biểu bằng chất liệu gỗ Mita hàng cao hàng loại đại như thế này thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Hiền Lanh qua số hotline 0986 883349. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.